Vũ Cát Tiệp sẵn sàng đấu chát với Vũ Thu Phương và Lý Nha Kỳ, sao lại im lặng trước Natalie? Ngọc Trinh và Vũ Cát Tiệp là đôi bạn vô cùng gắn kết và đã cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió suốt gần 2 thập kỷ. Có thể nói rằng, mỗi khi nữ hoàng nội y gặp biến, ông bầu Venus luôn lên tiếng bảo vệ. Ông bầu Venus luôn lên tiếng và bảo vệ người bạn thân thiết của mình. Người đẹp gốc Trà Vinh từng tiết lộ, chính Vũ Cát Tiệp là người giúp đỡ, định hướng để cô thành công với hình tượng nữ hoàng nội y. Đồng thời, đây cũng là người đàn ông nắm giữ nhiều bí mật đời tư của cô. Về phía ông Trùm Chân Dài, dù từng có thời gian giận dỗi và hiểu lầm, nhưng anh chưa bao giờ rời bỏ Ngọc Trinh. Đơn cử năm 2019, khi Ngọc Trinh bị Vũ Thu Phương chỉ trích là thiếu văn hóa, mặc đồ gợi dục vì bộ đồ hở hàng trên thảm đỏ Cannes, Vũ Cát Tiệp đã bình luận ngay dưới bài đăng rằng Trinh có sao sống vậy và không giả tạo hay nổ bom gì đâu. Anh thấy cuộc đời Trinh vẫn đang vui và sống khỏe đẹp mỗi ngày. Anh chắc chắn một điều là cuộc đời Trinh hoàn toàn đóng vai chính và chưa đóng vai phụ một giây rồi tung hô, tự hào về thành tích của mình. Trinh không đụng chạm đến ai bao giờ. Anh nghĩ em đang chửi nhiều người, trong đó có rất nhiều sao thế giới đó em. Chỉ 5-10% những người có phim mới đến Cannes, còn 90-95% là khách mời đến dự ra mắt phim. Cũng trong thời điểm Ngọc Trinh gây bão vì đồ hở hàng trên thảm đỏ Cannes, Lý Nha Kỳ đã có chia sẻ đầy ẩn ý. Nhưng nghệ sĩ chưa đủ chín chắn và không có nội lực trong nghệ thuật, cái họ nhận lại chính là biến mình thành món giải trí cho số đông. Chẳng hạn như làm lố, để rồi mọi người nhắc đến theo kiểu cợt nhả, chế giễu, nhưng lại nghĩ rằng đó là sự quan tâm của công chúng hay sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Chia sẻ của cô đã khiến khán giả liên tưởng ngay đến Ngọc Trinh. Ngay lập tức, dù từng có mối quan hệ khá thân thiết, nhưng Vũ Cát Tiệp đã không ngại tắt thẳng tên Lý Nha Kỳ để bình vực gà cưng. Anh viết, Lý Nha Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần lên thảm đỏ Cannes có ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mấy tích cực. Anh nhớ lần đầu cô bé Angela Phương Trinh, lần thứ hai là Vũ Ngọc Anh và lần này nữa. Trên tất cả mọi người đều biết, em bỏ cả 1 triệu đô tài trợ cho Cannes để xuất hiện với tư cách của nhà tài trợ. Các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Ngay cả chương trình anh tổ chức không dính líu gì đến em, mà em còn có cả một status dằn mặt mọi người là chương trình này không liên quan gì đến em. Có nhất thiết phải vậy không? Thiết nghĩ cuộc sống của ai người đó hưởng, xấu đẹp họ tự gánh. Em thấy Ngọc Trinh có bao giờ lên báo nói xấu hay tự ganh tị với bất cứ ai đâu. Chính vì vậy, anh thấy ông trời thương và cho Trinh cuộc sống tốt đẹp nhất, xinh đẹp, có tiền và an nhiên. Những điều anh muốn nói, mong em có cuộc sống viên mãn và bình an. Ấy vậy mà khi Ngọc Trinh vướng phải loạt ồn ào với Natalie, Vũ Cát Tiệp lại hoàn toàn giữ im lặng. Dù trong suốt thời gian qua, anh luôn đồng hành với Ngọc Trinh để thực hiện một dự án mới, cũng thường xuyên xuất hiện cùng nữ hoàng nội y ở mạng xã hội, nhưng vẫn hạn chế nhắc đến tên của Natalie. Thậm chí vào tối ngày 24 tháng 4, khi được một cư dân mạng hỏi đến những ồn ào vừa qua với Natalie, trái ngược với Natalie đang muốn quậy panoc showbiz và chưa có dấu hiệu dừng lại, Ngọc Trinh lại chọn cách im lặng trong suốt những ngày qua. Điều đó khiến khán giả vô cùng tò mò hơn bao giờ hết nên đã vào tận livestream của nữ hoàng nội y cùng ông bầu Vũ Cát Tiệp để hỏi chuyện. Nữ hoàng nội y tỏ ra vô cùng vui vẻ và bình thản vì có tới 17.000 người xem live, không quan tâm đến những ồn ào Natalie đang tạo ra trong những ngày qua. Cô chia sẻ, mấy hôm nay chị rất bận nên không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, không nhắc đến nhân vật đó nha các bạn. Trong khi đó, Vũ Cát Tiệp vẫn giữ im lặng. Chính sự im lặng của Vũ Cát Tiệp khiến drama Natalie bớt đi những tình tiết tranh cãi phức tạp.